Xin chào quý vị và các bạn. Đây chính là chiếc Ford Ranger Wildtrak bản 2.0 lít biturbo bản 2 cầu. Hiện tại thì có 5 màu, màu này màu trắng, ngoài ra còn màu đỏ cam, màu bạc, màu xám, màu đen. Hiện tại thì cái bản 2 cầu này có giá niêm yết là 918 triệu và chúng tôi đang giảm giá lên đến 63 triệu đồng, giá bán cụ thể sẽ là 855 triệu. 2 cầu, còn cái bản 1 cầu thì có giá niêm yết là 853 triệu và chúng tôi đang giảm đến 55 triệu, giá bán cụ thể là 798 triệu. Các bạn quan tâm đến chính sách bán hàng, đến giá cả thì có thể liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại là 0902 157 666. Tôi tên là Bảo Đại, phụ trách bán hàng của đại lý Ford Thanh Xuân. Đây, bản 2 cầu thì có cái hốc gió biturbo đây, bản 1 cầu thì chỉ có chữ Everest. Xi nhan tích hợp trên gương này. Tay nắm cửa, trang bị ghế da, hệ thống 6 túi khí, màn hình camera lùi, điều hòa tự động 2 vùng khí hậu, chìa khóa thông minh, nút khởi động start stop và rất là nhiều tính năng thông minh và tiện ích. Đây là phần đuôi xe. Có cảm biến phía sau, cũng như là đây là cụm camera đây. Đây là nắp thùng. Tôi là Bảo Đại, phụ trách bán hàng của đại lý Ford Thanh Xuân. Các bạn quan tâm thì có thể liên hệ cho Ford Thanh Xuân chúng tôi theo số điện thoại 0902 157 666 để tôi có thể hỗ trợ bạn về chính sách bán hàng và giá cả. Đấy là giá bán cụ thể về tiền mặt, còn về phụ kiện khuyến mại thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp. Máy thử xe các bạn có thể liên hệ chúng tôi. Nếu các bạn cảm thấy kênh của chúng tôi hay và ý nghĩa, rất mong quý vị các bạn có thể đăng ký để theo dõi những video mới và những video hot. Vâng, cô xe xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.